Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại kênh của mình nhá. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại loạn trí mobile. Và hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một vị tướng chí lực. Anh em với Tiểu Kiều, có tên là Đại Kiều. Một vị tướng chí lực. Và cũng có thể là một pháp sư, cũng có thể là một AD. Cũng có thể là một pháp sư, cũng có thể là một SP. Ok, thằng này cứ ra mít làm gì nhở. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm vị tướng này cũng như là tìm hiểu về bộ kỹ năng của con Đại Kiều nhá. Chiêu một của Đại Kiều thì Đại Kiều sẽ phóng ra một luồng sóng âm gây sát thương. Gây sát thương hai lần, một lần đi và là một lần quay về. Nghe qua thì anh em có thể thấy là cái chiêu một của con Đại Kiều này nó rất là giống với chiêu một của con Chrissy ở bên Liên Quân Mobile đúng không? Thì giống thật đấy còn gì nữa. Cãi vào đâu nữa. Phạm vi thi triển của chiêu một là ôi tôi chết tôi rồi. Ôi anh ơi. Bật chiêu 1 này, gọi là hồi máu đó. Ui. Cái chiêu 1 thì có phạm vi thi triển là 1500. Phạm vi bề ngang là 400. 1500 phạm vi thi triển là cái phạm vi rất là xa rồi đó. Cái chiêu 1 sẽ gây 2 lần sức sát thương phép. Còn chiêu 2 thì nó có thể giúp cho Tiểu Kiều gây sát thương lên tướng địch. Nhưng nó cũng có thể giúp cho Tiểu Kiều hồi máu cho đồng minh hoặc là đồng đội. Đây là một chiêu thức rất là đa năng, giúp Tiểu Kiều có thể vừa đi mid vừa có thể đi CS support. Chiêu 2 của con Tiểu Kiều này thì Tiểu Kiều sẽ bắn ra một luồng sóng âm lên tướng địch, gây sát thương lên tướng địch. Và cái luồng sóng âm này nó sẽ lẩy được 5 lần. Nhưng mà sẽ chỉ được lẩy, nó sẽ chỉ lẩy được từ tướng địch qua tướng địch thôi. Và lẩy được từ tướng địch qua tướng đồng minh thôi. Khi mà nó lẩy qua tướng địch thì sẽ gây sát thương phép. Còn khi mà nó lẩy về tướng đồng minh sẽ hồi máu cho tướng đồng minh. Anh em có thể sử dụng cái chiêu 1, cái chiêu 2 này áp sát tướng địch. Sau đó sử dụng chiêu 2 này và cái chiêu 2 nó sẽ lẩy từ Đại Kiều sang tướng địch và sẽ lẩy từ tướng địch sang Đại Kiều là 5 lần. Lạc Thần thì cũng có một bộ chiêu thức có thể có những cái viên đạn lẩy như này. Nhưng mà Lạc Thần, chiêu của Lạc Thần ấy thì nó lại có thể là lẩy được lên quái và lính và nó chỉ gây được sát thương. Còn Đại Kiều thì nó chỉ có thể lẩy được lên tướng địch hoặc là tướng đồng minh. Nhưng mà vừa có thể hồi máu, vừa có thể gây sát thương. Chiêu thức rất ok. Còn nội tại của Đại Kiều thì mỗi lần anh em sử dụng kỹ năng thì sẽ cung cấp cho Đại Kiều một lượng tốc độ chạy nhá. Mỗi lần sử dụng kỹ năng nhá. Bao gồm cả sử dụng chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối đều có thể tăng tốc chạy nhá. Đó, tăng tốc chạy kìa. Và còn một nội tại nữa, đó chính là mỗi lần mà Đại Kiều gây sát thương 3 lần lên tướng địch thì sẽ gây thêm một đợt sát thương phép nữa. Ok, hồi chiêu là 5 giây nhá. Rồi luôn, trồng hoa lên ai vậy? Có nghĩa là cái nội tại này thì anh em chỉ cần dùng chiêu 1 lên tướng địch là đã gây được 2 lần sát thương rồi. Sau đó sử dụng chiêu 2 là 3 lần thì lúc này sẽ gây thêm ăn thêm một lượng sát thương phép nữa. Và thời gian hồi chiêu của trên cùng một mục tiêu là 5 giây. Trong vòng 5 giây thì anh em có thể là gây 3 lần sát thương lên tướng địch nhá. Ok, con hôm nay gặp con Flail ạ. Đúng là một cây, cái cây rút ATM của mình luôn. Con Đại Kiều này khi mà anh em lên đủ một lượng đồ cũng như là cộng đủ lượng chiêu thức nhá, đủ một lượng đồ công phép nhá, thì anh em có thể là một chiêu một lấy đi, anh em có thể là tiêu diệt một bông hoa của con Flail luôn. Giờ thì gần lấy được một bông hoa đó. Còn chiêu cuối của Đại Kiều thì Đại Kiều sẽ đánh một gầy mà sẽ gây sát thương theo hình lón rất là rộng và sẽ hất văng toàn bộ những kẻ địch ra. Và những tướng đồng minh đứng trong phạm vi cạnh đó của Đại Kiều sẽ được hồi máu 35% máu đã mất và sẽ được tăng thêm cả tốc chạy nữa. Đúng một chất tướng hỗ trợ luôn, có thể đi sp, có thể đi mid. Chiêu cuối thì có khả năng khống chế rất là tốt nhá, có thể kháng lại được cả linh thạch. Linh thạch khi mà bật linh thạch lên thì vẫn bị hất văng nha mọi người. Ok nha mọi người, lém nè. Con Đại Kiều này thì cái lượng đam phép của nó theo như mình cảm nhận hiện tại thì đam phép nó rất là to đấy. Lát nữa khi mà mình lên đủ đồ thì mình sẽ cho anh em xem cái lượng công phép của nó gây ra. Video sẽ để ở góc trái màn hình nhá. Anh em thể thấy là cái chiêu cuối của mình hồi máu cho con Diana chưa, nhưng mà thôi kệ, thôi nó chết rồi. Làm gì đây, làm gì còn chiêu cuối nữa đâu, còn mỗi cái thiên phạt thì làm sao mà đủ đam được. Ơ cái gì này, ôi thôi ơi, thằng này láo nhỉ, bịp thật đấy, mất dậy này, sảnh như một cái. Mình không nói con AD kia, mình đang nói con Harley Quinn ấy chứ, mình không nói con Diana.
Nó ăn quái rừng nó bỏ trụ anh em ạ. Cay ơi là cay luôn. Diana thì không nói, Diana thì chơi được mà, còn Harley Quinn thì không thể chấp nhận được rồi. Bây giờ thì cũng mình sẽ cộng mắc chiêu một trước nhá, để gây đam cho nó nhiều. Sau đó thì cộng mắc nội tại nhá, để đam cho nó nhiều lốt. Tại sao lại cộng chiêu một trước mà không cộng nội tại trước? Mặc dù nội tại nó gây nhiều đam hơn chiêu một. Mình sẽ giải thích nhá, bởi vì là chiêu một nó có nhiều nó sẽ giúp cho anh em giảm rất là nhiều thời gian hồi chiêu khi mà anh em cộng mắc. Cho nên cộng mắc chiêu một thì anh em có thể là sờ bam chiêu nhiều hơn. Ok chưa? Đó là một lý do. Ôi sổ ơi, bây giờ đam to phết rồi đấy, lém một phát một cục to rồi đấy. Build đồ góc trái màn hình nhá. Ok nhá. Giờ thì đam to phết rồi đấy, đủ ở đâu? Sau đó lưng cộng mắc nội tại cho mình nhá. Nội tại thì nó sẽ cộng thêm sát thương phép và tăng tốc chạy cho đại kiều khi mà sử dụng chiêu thức. Bây giờ một phát lém tương đương với hơn 500 HP rồi, 500 dam rồi đấy. Tầm hơn 500 dam đến 600 dam rồi đấy. Một phát lược, một phát phải tầm 1/3 cây máu của con gọi là con gì nhỉ? Tinh vệ. Kết hợp với nội tại thì trả lở cây máu trả được. Lém này. Úi dồi ôi, gần nửa cây máu thật anh em ạ. 1/3 cây máu là ít đấy. Ui xịt kìa. Phạm vi thi triển lên đến 1500. Đây là một vị tướng pháp sư rất là đáng chơi nhá. Ôi tôi chết rồi, ui rồi, tôi chạy rồi, tôi. Bật ulti quả đó không kịp hồi máu cho đồng minh em ạ. Chán quá. Rồi luôn. Con cây sắp chết rồi kìa. Kìa. Úi dồi ôi, sao thằng bo bo lại chết được nhỉ? Sao lại không chết con Diana mà lại chết thằng tanker bên nó nhỉ? Tanker bên nó trâu thế mà bị ăn một tương vào đầu chết luôn kìa. Ủa đam to phết rồi đấy, đam to phết đấy. Rồi. Lại có thêm 15 vàng đến từ một bông hoa của con Flail. Trồng hoa nhiều vào đi em ơi. Trồng hoa nhiều vào cho anh kiếm thêm ít tiền nữa. Hai bông hoa của nó thì tương ứng với 30 vàng rồi. Đúng là một cây ATM rất là hiệu quả. Bây giờ thì chắc là mình cũng nhiều vàng nhất tem rồi đấy. Đùa. Lém vào đầu này. Rồi, lém này. Úi dồi ôi, gần nửa cây kìa. Đam nó to không ạ? Em thấy đam to không ạ? Lại hồi máu rồi à? Hồi máu thì lém tiếp. Bây giờ chiêu mình hồi nhanh lắm. Chiêu tôi hồi nhanh lắm các bạn ạ. Rồi lém này. Chiêu 2, chiêu cuối. Chết. Thôi lọt thốn. Cái chiêu 2 để cái chiêu 2 để hiệu quả nhất ý, để gây sát thương cũng như là hồi máu hiệu quả nhất ý, thì anh em nên đứng gần với tướng địch vào. Anh em nên đứng gần với tướng địch thì cái chiêu 2 này nó sẽ lẩy từ tướng địch sang bản thân và nó sẽ lẩy lên tướng địch 5 lần đấy. Nó sẽ gây được nhiều sát thương cũng như là hồi máu nhiều nhất cho anh em. Nhưng mà đứng gần thì anh em cũng rất là dễ bị bắt và sốc đam ấy. Cho nên đây là một con dao hai lưỡi mà. Chiêu 2 ngoài búp cho bản thân ra, anh em cũng có thể búp trực tiếp cho đồng đội luôn. Một chiêu thức rất là đa năng nhé. Bây giờ một phát lém tương ứng với một cái dép tổ ong vào mặt rồi. Này. Bây giờ sơ sảnh phát làm lửa cây máu như chơi ấy, đùa. Bây giờ tôi lém hơi bị thốn đấy. Chiêu cuối có thể sử dụng để khống chế, cũng có thể sử dụng để hồi máu cho đồng minh và tăng tốc chạy cho đồng minh nhá. Chiêu cuối rất đa năng luôn. Cái gì vậy bạn? Ôi bạn ơi, mình không chết được mình ạ. Quả đó mình bật chiêu 2 lên là nó lẩy từ kẻ địch sang mình, nên mình được hồi máu nên mình không chết vào đó. Theo như tình hình thì chắc mình phải lên một chút đồ thủ thôi nhỉ. Rồi. Con Diamond nó không đủ đam à. Bên mình thì có kỵ sĩ rồng rất là late game nhá, có thể là gánh cho mình giai đoạn cuối game. Từ xuống đây mình hồi máu cho. Đánh thường KS trụ nè. Không chết à. Đó, có thể hồi máu cho con Diana kìa. Một con tướng, cái con này thì mình cũng là nhằm trong nhóm trí lực anh ạ. Mình rất là ít chơi con trí lực nhưng mà mình thấy con này chơi nó khá là sướng tay anh em ạ. Bởi vì phạm vi nó xa với lại là nó cũng rất là đa năng. Có thể hồi máu, cũng có thể gây sát thương, cũng có thể hồi máu cho đồng minh nữa. Rất là đa năng, mình rất là thích mấy cái con dạng đa năng như này. Đó, hồi cho con Diana đầy cây máu rồi. Anh em thấy sự lợi hại của chiêu 2 chưa? Bây giờ có thánh miệng rồi, bây giờ thì mình cũng có thể là bớt đi phần nào sợ, bớt sợ cái con Electro rồi. Cái gì này?
Châu chưa? Châu chưa em ơi? Em ơi em. Trận này thì trận này vì là gặp cái con Electrode với gặp con Bom Bom cho nên là mình không lên cái pháp cầu nhá, mà mình lên cái giáp băng. Cái pháp cầu thì nó sẽ cho giảm 15 kháng phép. Còn giáp băng chỉ được giảm 8 kháng phép mà thôi, ít hơn tận 7 kháng phép. Nhưng mà cái giáp băng nó sẽ có thêm 60 giáp cho anh em, rất là trâu luôn. Trận này thì mình lên giáp băng thì nó sẽ giảm đi chút sát thương mà anh em gây ra. Nhưng mà nó sẽ cho anh em được một lượng chống chịu khá là ổn. Nó sẽ giúp cho anh em không bị sốc đam quá nhanh bởi cái con Electrode kia. Mình game này mình rén mỗi cái con Electrode cả con Diamond thôi. Mình lên cả cái giáp băng ấy rồi. Sau khi lên giáp băng thì có thể là thiên phạt hoặc cũng có thể là cái siêu thần luôn. Chiêu cuối có thể hồi 35% lượng máu đã mất. Úi dồi ôi, vào đầu chết luôn cả. 35% lượng máu đã mất. Khi mà máu càng thấp thì hồi máu càng nhiều cho đồng minh nhá. Ôi dồi ôi, chắp chết tôi rồi, chắp chết tôi rồi. Cứu anh các em ơi. Úi dồi ôi, thằng đâu ra đây. Chiêu cuối sắp hồi nhá. Chiêu cuối hồi thì mình sẽ hồi máu cho đồng minh luôn nhá. Úi dồi ôi, sao không đứng vào phạm vi để tôi hồi máu lên cho. Chạy vào đằng sau. Có siêu thần rồi. Nhưng mà có lẽ là ok, video của mình đến đây xin được tạm dừng đây nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh, bật chuông báo để ủng hộ mình nhé. Và nếu có thể thì hãy chia sẻ video này cũng như là cái tựa game Loạn Chiến Mobile đến những người chưa biết đến để biết đến nhé.